kính mời bài báo cáo của Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai. Đặc điểm tổn thương phổi trên bệnh nhân melioidosis tại Bệnh viện Bạch Mai. Xin mời. Và kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa tất cả quý vị đại biểu, tôi tiếp theo cái bài trình bày của tiến sĩ Trịnh Thành Trung thì chúng tôi cũng xin được minh họa bằng một số những cái ca bệnh và đặc biệt là những cái nghiên cứu chúng tôi đã vừa mới tiến hành trong thời gian trong mấy năm vừa qua. Và cũng rất là trùng hợp là vừa sáng nay thì chính tôi và tiến sĩ Trịnh Thành Trung cũng dự ở Học viện Quân y, có một thạc sĩ của tại khoa chúng tôi cũng đã bảo vệ thành công xuất sắc các luận án và tổng kết trên 62 bệnh nhân Whitmore này. Và cũng rất là hay là khi mà chúng tôi báo cáo ở đó thì các thầy ở Học viện Quân y cũng nói rằng là đấy, ở Bạch Mai thì cũng có đến 60 mấy ca trong vòng mấy năm mà ở Học viện Quân y thì cũng chưa thấy có. Thế đấy thì cái lý do gì mà lại cái tỷ lệ mà chỗ nó phát hiện được nhiều, chỗ thì phát hiện được ít, mặc dù như báo cáo của tiến sĩ Trung thì thấy rằng là cái tỷ lệ mà phát hiện được so với con số thực tế mà nhiễm thì theo như cái ước đoán trong khu vực thì có chỉ có khoảng độ dưới 5% các ca bệnh. Thế thì còn lại thì đến trên 90% là các cái ca bệnh đã bị bỏ sót. Thế chúng tôi thì cho rằng là chắc là có nhiều lý do mà sắp tới sau này thì sẽ những cái bệnh này được gọi là bệnh lãng quên thì sẽ không còn được là lãng quên nữa. Chúng tôi cho rằng là ví dụ về mặt chẩn đoán là về các cái kỹ thuật ở labo như tiến sĩ Trung cũng vừa trình bày là có những cái mà chúng ta cần phải xem là có những cái nhầm chúng ta bỏ sót, hoặc ngược lại những cái khía cạnh về mặt lâm sàng thì tại sao chúng tôi nói bác sĩ nhiều khi cũng không để ý đến cái việc mà có phải Whitmore hay không, vì có khi bệnh cảnh lâm sàng rất đa dạng, thứ hai là cấy ra thì không phải dễ dàng có, và một số các bác sĩ khi thấy cấy về ra cái con vi khuẩn này thì lại nghĩ là con vi khuẩn nó nhiễm bẩn, nó là con vi khuẩn nhiễm trùng bệnh viện đấy, thấy nó nghe nó ná ná như con khuẩn mủ xanh hay con gì đó đấy. Đấy cũng là những cái lý do mà ấy, thì thực sự đây là một cái nhiễm trùng ở cộng đồng mà đấy, cái tổn thương phổi thì chiếm rất khá cao. Và chính vì vậy trong số 82 bệnh nhân này thì chúng tôi trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng phát hiện ra là có đến 70% là các bệnh nhân có tổn thương phổi, và chúng tôi xin báo cáo về những cái trường hợp viêm phổi, tổn thương phổi trên bệnh nhân Whitmore. Thì đây là từ 2013-2018 là trong 5 năm thì chúng tôi nhận được là 82 bệnh nhân chẩn đoán xác định melioidosis tại Bệnh viện Bạch Mai. Và cái tiêu chuẩn thì trong 82 bệnh nhân này thì tất cả những cái bệnh phẩm mà cấy ra, cấy máu, cấy mủ hoặc dịch cơ thể phân lập được, có thể cấy đờm, cấy dịch khớp đều ra Whitmore. Thế và chúng tôi chỉ mô tả ở đây thôi thì là xin phép được tổng kết sơ bộ những cái thông tin về cái đặc điểm là thứ nhất là ở đây về tuổi, về giới thì trong 82 bệnh nhân thì chúng tôi thấy là cái lứa tuổi thì trung bình là khoảng 49 tuổi. Thế thì khoảng cái tuổi trung niên này là đặc biệt là hay có những cái mắc cái bệnh này là do mắc những cái bệnh nền, ví dụ như là tiểu đường là hay gặp nhất, thứ hai là những cái bệnh ví dụ COPD, những cái bệnh mà có thể suy giảm miễn dịch và trên mỗi cơ địa đặc biệt thì mới lại hay bị Whitmore. Thế và cái tỷ lệ nam thì cũng không hiểu lý do gì mà chiếm đến 80% trong số các cái trường hợp. Và đặc biệt là bệnh nhân thì sống ở nông thôn, tức là cái vùng mà có tiếp xúc với đất và nước và có bị nhiều vi khuẩn sinh sống và nhiễm bệnh. Ở đây theo cái tỉnh thành thì cũng là một cách tương đối thôi, thì chúng tôi thấy nhận thấy là các bệnh nhân ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nội, Nghệ An là những cái bệnh địa phương mà chiếm số bệnh nhân cao nhất. Tuy nhiên không phải là các bệnh khác, các nơi khác không có. Gần đây chúng tôi cũng đã thấy các tỉnh ở phía Tây Bắc, ví dụ như là Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình cũng gặp khá nhiều. Và cái bản đồ về dịch tễ học thì hiện nay chưa hoàn chỉnh. Và chúng tôi cho rằng là các cái số liệu ở đây thì chúng tôi về các cái ca bệnh thì hiện nay ví dụ như là anh Trung có nói đến 10% các cái ca mẫu cấy dương tính của tỉnh Nghệ An là Whitmore, thì chúng đây là một con trong 300 mẫu mà có đến 30 mấy mẫu là dương tính với Whitmore thì đấy là một cái con số rất là lớn. Đúng không ạ? Thì tôi cho rằng là cái này thì nó không phản ánh chính xác cái dịch tễ học, nhưng tôi cho rằng là hiện nay thì nhiều tỉnh thành khác, nó kể cả miền núi, không chỉ đồng bằng, ví dụ như đây Bắc Trung Bộ là đang trọng điểm hiện nay, nhưng mà các cái tỉnh miền núi cũng đã thấy rồi. Cái nghề nghiệp ở đây thì chúng tôi thấy rằng là đa số là làm ruộng, tức là nơi có những cái người mà tiếp xúc với cả nước và đất, ví dụ như là ở khu vực ruộng lúa, rồi có những cái nghiên cứu những cái bệnh nhân mà thấy rằng là cả một trong những cái vùng đấy là có những người bị
khi mà bị tai nạn xong rồi ngã xuống ruộng lúa, xong rồi những người xung quanh cũng đi làm ở quanh đấy cũng xét nghiệm cũng đều thấy có vi khuẩn Whitmore và đều mắc bệnh. Cái bệnh mạn tính ở đây, cái bệnh nền ấy, thì chúng tôi thấy rằng là đái tháo đường là chiếm tỷ lệ cao, chiếm quá một nửa, là chúng tôi thấy là tỷ lệ trên bệnh nhân là bệnh nền là đái tháo đường. Ngoài ra các bệnh khác như bệnh gan, bệnh thận, bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính cũng đều có đóng góp những cái bệnh nền như vậy. Cái thói quen sinh hoạt thì nó là cái tập quán thôi, tiếp xúc với đất nước bẩn, thế cũng như là làm việc ngoài đồng, cũng như hút thuốc lá, đây là những cái yếu tố nguy cơ. Thói quen sinh hoạt thì chúng tôi cũng gặp tỷ lệ khá cao. Về lý do vào viện, ở đây thì chúng tôi thấy là các triệu chứng như sốt này, ho, khó thở, rồi thì các triệu biểu hiện ngoài ra như là tổn thương ở các cái áp xe, các nhiều nơi sưng đau khớp, rồi các cái biểu hiện ở khoa tiêu hóa, nhiều cơ xương khớp chúng tôi gặp rất nhiều. Và chúng tôi thấy ở đây là sốt, ho, khó thở, tức là những cái biểu hiện của bệnh lý phổi thì cũng gặp rất nhiều. Và chính vì vậy mà đây là những lý do mà bệnh nhân có thể đến khám ở rất nhiều các chuyên khoa khác nhau. Trừ đến tận khi mà có cấy ra dương tính thì bắt đầu mới biết nó là Whitmore thôi. Chứ còn thì khi vào thì thường chẩn đoán nhầm. Và với rất nhiều các cái bệnh, có những bệnh nhân nằm ở khoa khớp chẳng hạn thì cứ chẩn đoán là viêm khớp do tụ cầu nằm đến hàng tháng, nên cấy lần thứ 3 dương tính với ra Whitmore. Thì đấy là những cái mà cũng rất hết sức lưu ý. Đây là những cái chuyên khoa mà bệnh nhân có thể vào. Trong số 82 trường hợp thì bệnh nhân đến khoa truyền nhiễm chúng tôi chỉ có chiếm 1/4 thôi, 26%. Còn lại đến chuyên khoa hô hấp thì cũng không kém, tức là có ho mới sốt mà thì lại không đến truyền nhiễm mà lại đến chuyên khoa hô hấp. Thì hiện tại chúng tôi vừa chính cái đây một tuần hiện nay đang có một cái bệnh nhân rất nặng 78 tuổi mà trên bệnh nhân cũng có Whitmore mà cũng phải hội chẩn với chúng tôi, hiện tại đang nằm ở khoa trung tâm hô hấp. Đấy, và khoa tiêu hóa nữa cũng gặp, tim mạch, nội tiết cũng có thể vào, nhưng mà nhiều khi áp xe lại không vào nội tiết mà chỉ nội tiết là vào để chữa tiểu đường thôi. Đấy, trên cái bệnh nền tiểu đường. Thế đấy là những cái lý do mà bệnh nhân. Và thể bệnh lâm sàng thì ở đây chúng tôi thấy là cái thể viêm phổi thì có chiếm 55 trường hợp, chiếm 67%. Thì chúng tôi chốc nữa chúng tôi sẽ có những cái bức tranh về mô tả trong 55 trường hợp viêm phổi này như thế nào. Ngoài ra các cái cơ quan khác đều có, áp xe cơ, áp xe lách, rồi thì gan, các cái viêm khớp, rồi viêm màng não, áp xe ổ bụng, áp xe tiền liệt tuyến cũng chiếm một số tỷ lệ cũng đáng kể. Thế thì chúng tôi cho rằng một cái bệnh lý mà kể cả một số các bác sĩ trước đây nghĩ rằng Whitmore là nó chỉ gây tổn thương áp xe cơ thôi, nhưng mà hiện nay chúng ta thấy rằng là cái tổn thương phổi cũng chiếm nên là chủ yếu. Thế do vậy mà cũng cần phải thay đổi lại cách nhìn của các bác sĩ lâm sàng. Trong 55 trường hợp viêm phổi này chúng tôi được mô tả thì chúng ta thấy là các cái diễn biến trước khi vào viện thì cũng đa số là nếu mà dưới 7 ngày mà đến viện thì rất ít. Mặc dù đây là một cái bệnh lý ở cộng đồng nhưng mà thường là biểu hiện bằng một cái sốt ho kéo dài cái hàng vài tuần liền. Thế đây chúng ta thấy là từ trên 2 tuần chiếm đến 80%. Các cái triệu chứng mà hô hấp thì như là khó thở, rồi ho, rồi đau ngực, rồi nghe phổi có ran thì cũng là những cái triệu chứng thường nổi lên và cũng có thể nhầm với các bệnh như lý như viêm phổi, viêm phế quản khác. Tổn thương phổi ở đây nếu mà có biểu hiện suy hô hấp là 30%, sốc nhiễm khuẩn là 19,5% kèm theo tổn thương phổi và hội chứng ARDS chiếm 12%. Chẩn đoán vi sinh nuôi cấy thì chúng tôi gặp trong máu 86%, đờm là 14%, tức là cấy đờm ra vi khuẩn Whitmore chiếm 14%, hoặc là dịch màng phổi cũng 2 trường hợp cấy ra Whitmore. Tổn thương phổi trên X-quang thì chúng tôi thấy là tổn thương đám mờ chiếm 34%, các tràn dịch màng phổi 31%, các cái nốt mờ như dạng nốt mờ là 21%, tổn thương kẽ là 12%, hay là hạch trung thất, đây là những cái tổn thương ở trên phổi mà có thể là đám mờ rồi thì nốt mờ và tất cả những cái đấy thì rất dễ nhầm với các cái bệnh lý khác. Ở đây chúng tôi minh họa một số những cái hình ảnh ở đây, ví dụ như trường hợp này sẽ chẩn đoán nhầm là lao chẳng hạn đấy, hoặc là viêm phổi do tụ cầu, hoặc là tổn thương rất nhiều những cái bệnh lý viêm bệnh lý phổi khác. Và chúng tôi cho rằng là hai cái bệnh lý mà hay gặp nhất là lao và viêm phổi do tụ cầu là hay được chẩn đoán nhầm đấy. Và đây là những cái hình ảnh tổn thương rất đa dạng, từ tràn dịch màng phổi cho đến tổn thương viêm phổi thành khối, thành đám. Và đây là những cái trường hợp mà phổi viêm cả hai bên và cũng có hình ảnh như là như ruột bánh mì, như lao vậy. Thế cho nên là với một cái sốt kéo dài, có ho, có sốt, có thể chụp phổi thấy có nhiều đám mờ thì cũng rất hay nhiều bệnh nhân được chẩn đoán nhầm là lao. Và đây cũng là những hình ảnh trên phim chụp cắt lớp, có thể thấy cả những cái đám nốt mờ rồi hạch trung thất cũng có.
Thì cái kháng sinh lựa chọn ban đầu thì chúng tôi cho rằng là cái này cũng là rất quan trọng. Vì khi mà vào thì chúng ta biết rằng là với Whitmore chúng ta lựa chọn kháng sinh là Ceftazim, là kháng sinh lựa chọn đầu tay, hoặc là carbapenem, nhưng mà có đến 42% là chúng ta được chọn nhầm kháng sinh, tức là các bác sĩ có thể cho nhóm quinolone để điều trị viêm phổi cộng đồng, mà thứ hai là có thể điều trị lao hoặc là các cái kháng sinh khác thì thường là không đúng đấy. Cho nên là sau khi vào thì chúng tôi có cái kết quả điều trị thì trung bình thời gian số ngày điều trị trung bình là 16 ngày cộng trừ 12, và có nặng xin về tử vong là 22 trường hợp, chiếm 26%. Thế thì đây cũng là một cái như báo cáo của chiến sĩ Trung, tức là cái tỷ lệ tử vong ở đây cũng khá lớn, có nơi nói là trung bình 40%, các tài liệu ở nước ngoài nói đến 40%. Các yếu tố tiên lượng nặng ở đây là có tổn thương phổi, có procalcitonin tăng và CRP tăng lúc đầu, thì là đấy là những cái yếu tố tiên lượng nặng. Ngoài ra một số những cái yếu tố khác chúng tôi có thể thấy, ví dụ như tiểu cầu giảm cũng là một trong những cái yếu tố có tiên lượng nặng. Xin được kết luận một số những cái ghi nhận ban đầu. Thứ nhất là các cái bệnh nhân nhiễm Whitmore ở tại bệnh viện Bạch Mai thì nam giới chiếm chủ yếu 80%, tuổi trung bình là khoảng 49 tuổi, và sống ở nông thôn cũng như là một số những cái tỉnh mà hiện nay chúng tôi gặp nhiều như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, ngoại thành Hà Nội, ở Nghệ An. Bệnh nhân chủ yếu làm nông nghiệp và bệnh nền đái tháo đường chiếm đến 55%. Tổn thương tại phổi là chủ yếu chiếm tới 67%, và bệnh cảnh thì tổn thương phổi rất là đa dạng và có thể nhầm với nhiều bệnh lý khác về phổi. Tỷ lệ tử vong liên quan đến có mức độ tổn thương phổi hay là cái mức độ tăng của procalcitonin cũng như là CRP. Các cái tiếp cận ban đầu điều trị còn chưa hợp lý, mà chỉ có 19,5% bệnh nhân được dùng ceftazidime theo cái hướng là phác đồ điều trị ban đầu. Chính vì vậy mà cái điều trị là sai, và nhiều các bệnh lý sẽ bệnh nhân sẽ dẫn đến nặng và thường là dẫn đến chẩn đoán sai. Chúng tôi nhận thấy là nhiều bệnh nhân là phải kể cả trong quá trình chúng tôi phải đi hội chẩn, thế vì cũng có sốt với tổn thương mà mãi không hỏi thì chúng tôi mới phải nghĩ đến và bảo là đã cấy máu âm tính rồi không ra, thế chúng tôi đề nghị cấy lại thì cấy phải lần thứ hai, lần thứ ba thì lúc đó mới mọc. Thì đấy là một trong những lý do mà có thể là dẫn đến chẩn đoán sai. Và đây trên đây là sơ bộ tất cả những cái ca bệnh mà trong 5 năm vừa qua tại khoa tại bệnh viện Bạch Mai chúng tôi tổng kết về bệnh Whitmore. Một lần nữa thì xin đưa ra những cái thông điệp này để cảnh báo, cũng như là xin các bác sĩ, nhất là lâm sàng và các nhà vi sinh học lưu ý trong vấn đề chẩn đoán một cái bệnh mà chúng ta có vẻ như lãng quên nhưng gần đây gặp rất nhiều. Chúng tôi như anh Trung nói là từ đầu năm đến nay chúng tôi đã gặp khoảng 30 trường hợp, gần 40 trường hợp Whitmore rồi. Thế và hầu như là lúc nào cũng có trong khoa là có bệnh nhân Whitmore, và cũng xin được cảnh báo như vậy. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu. Vâng, xin cảm ơn.